chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại kênh Đổi Chồng Vlog. Sáng nay mình bắt đầu cuộc hành trình đi tìm nơi an nghỉ của nghệ sĩ Hai Anh Vũ các bạn. Mình sẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm kiếm nơi mà nghệ sĩ Anh Vũ sẽ dừng chân nghỉ, gọi là một giấc ngủ ngàn thu các bạn. Đấy, thì mình xin mời tất cả các bạn hãy cùng mình đi tìm kiếm nơi mà nghệ sĩ Hai sẽ an nghỉ các bạn nhé. Vâng, xin mời các bạn đi cùng mình. Thương đời nghệ sĩ như kiếp ưng ta, mang tiếng cười vui đến cho mọi người. Hỏi được mấy ai lệ rơi khi an phận bên dưới mộ sâu. Thương người nghệ sĩ phận bạn lắm ai ơi, cống hiến đợi cho sân khấu vui hàng ngày. Anh đi đời vẫn tiễn cười, nỗi sẵn sàng thương mộng kiếm người. Ngày anh đi lặng lẽ nơi xứ người, không lời từ biệt, không ôm chặt chi ai. Mẹ anh động nghiệm ngóng trông anh, thầm nén hương mong anh thêm rất lành. Mong trở về năm lại nơi cô hương. Có cha có mẹ trọn đời yêu thương. Rơi mãi chùa xưa với bóng thầy. Mộ ngắm mộ yên ấm tình người. Nó để mặc định chế độ xe ô tô, thành ra đôi khi nó sẽ rú mình đi vào những con đường cao tốc. Đấy, còn nếu như mình sử dụng xe máy thì mình sẽ đi những con đường càng xa hơn một xíu. Con đường từ quận 5 sang quận 9 là nó như vậy các bạn. Rất là cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay hãy chia sẻ cho nhiều người khác cùng biết, cũng như là đăng ký kênh của mình để ủng hộ nha các bạn. Các bạn ơi, hình như phía trước mặt chúng ta là ngã tư Thủ Đức thì phải. Vâng, nhưng mình được biết là vậy. Đây, phía cổng chào của quận 9 này. Bạn nào rành đường thì có cho mình biết về cái đây có phải là ngã tư Thủ Đức không nha các bạn. Anh đi đời vẫn tươi cười, nỗi sẵn sàng thương mộng kiếm. Đây các bạn, bây giờ chúng ta sẽ đi gần con đường này, đường phía trước mặt các bạn này. Ngày anh đi lặng lẽ nơi xứ người, không lợi từ biệt, không có chất như ai. Mẹ anh động nghiệm thấy đó là cái từ của đất bạn. Mong trở về ngóng lại nơi cô hương. Có cha có mẹ trọn đời yêu. Dưới mái chùa xưa tôi mong đã đạt được. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mãi chùa xưa. Anh đến lại ngàn nỗi tiếc thương. Còn gì đâu hỡi anh, còn gì đâu những vần thơ hay. Đã không còn đây, đã không còn liễu lo vui say để mang vạn tiếng cười. Anh đã về với giấc thiên thu, thương kiếp đời nghệ sĩ vương tơ. Nơi mái chùa ấn quan còn mãi vang lên tiếng cười đi vào lòng anh đến lại ngàn nỗi tiếc thương. Còn gì đâu hỡi anh, còn gì đâu những vần thơ hay. Đã không còn đây, đã không còn liễu lo vui say để mang vạn tiếng cười. Anh đã về với giấc thiên thu, thương kiếp đời nghệ sĩ vương tơ. Nơi mái chùa ấn quan còn mãi vang lên tiếng cười đi vào lòng người. Nơi mái chùa ấn quan còn mãi vang lên tiếng cười đi vào lòng. Chung đường
tình thâm với khán giả về nghĩa ân tình với quê. Ra đi về miền đất lành, hồi đường mấy người nhỏ lệ xót thương, ân quan trong tòng lắm nương tựa. Một năm mồ y phung an nhiên, thành phúng trọn đời cùng sân khấu. Nơi đây chỉ còn là tiếng thương, đã mang tình tổ nghiêm đã trao cho vẹn nghĩa tình khán giả tin vẹn nghĩa tình khán giả.